Cuối cùng, Tường Vi xin kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Bùi Văn Bằng gửi về từ North Carolina. Bằng xin kính chào quý khán giả. Đời sống gia đình hiện tại đang sống trong xã hội văn minh, có đầy đủ tiện nghi, xã hội quá đề cao tự do cá nhân, quên đi sự liên đới trong gia đình. Tình yêu là cốt lõi của gia đình bị coi thường và quên lãng, ít có thời giờ cho nhau và sống với nhau. Lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 12 năm 2019, chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo xứ Thánh Du Xe, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina, mừng lễ bổn mạng lễ Thánh Gia Thất, mở đầu Thánh lễ Linh Mục Chủ tế chia sẻ. Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình dân Thánh lễ mừng bổn mạng. Gia đình Thánh Gia là bổn mạng của chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, là mẫu gương, là khuôn mẫu để cho tất cả chúng ta, đặc biệt là cho quý anh chị trong chương trình, để noi theo và sống và thánh hóa gia đình của mình để trở nên tốt lành thánh thiện như gia đình Thánh Gia. Và đặc biệt nhất là cho quý anh chị ngày hôm nay mừng kỷ niệm hôn phối, trong đó có 4 cặp mừng kỷ niệm Ngân Khánh. Ngân Khánh là 25 năm kỷ niệm hôn phối. Và hôm nay trong thánh lễ chúng ta sẽ có nghi thức thề hứa một đời. Anh chị tham dự thánh lễ, anh chị cảm nghiệm như thế nào về trong cái đời sống gia đình của anh chị, và trong cái đời sống của anh chị đã được bao nhiêu năm rồi? Hai chúng em là Liêm và Ly đã thành hôn được 35 năm. Khi lập gia đình là 25 tuổi, và 35 năm trôi qua như là một giấc mơ. Cái ngày lễ thánh gia như thế này, chúng con nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn hồng ân xuống cho tất cả quý ông bà và anh chị em, cũng như tất cả gia đình của chúng con trong chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình hôm nay và mãi mãi. Trong 35 năm đó, anh chị đã trải qua được những cái gì mà khó khăn nhất để mà các anh chị ghi nhớ được trong cái 35 năm? Kính thưa anh, cũng như tất cả mọi người, khi chúng em lập gia đình thì trong cái lứa tuổi còn ngây thơ, nhưng mà Chúa đã kết hợp cho chúng em cuộc sống gia đình vui buồn sướng khổ đều có, và thăng trầm cũng đều có, nhưng giữ vững niềm tin và đức tin Chúa đã ban cho, và trong đức tin đó, niềm tin đó gắn bó với cái sự hy sinh cho nhau, thành ra chúng em mãi còn mãi đến hôm nay. Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo xứ Thánh Giuse mừng lễ bổn mạng lễ Thánh Gia Thất, cùng nhau suy niệm và học hỏi các nhân đức của gia đình thánh và cảm nghiệm ra gia đình chính là tổ ấm của tình yêu. Hãy quan sát những người già trong viện dưỡng lão, cho dù ăn no mặc ấm họ vẫn cảm thấy băng giá tâm hồn. Sống có đầy đủ mọi sự nhưng thiếu tình thương vẫn là sống khổ. Là dịp mừng kỷ niệm ngày cưới theo từng năm của các gia đình, nhắc nhở các Kitô hữu nhìn lại để canh tân đời sống hôn nhân gia đình, và cũng là dịp để các thành viên trong gia đình nhớ về công lao của cha mẹ và thêm gắn bó với gia đình của mình. Chính tình yêu sưởi ấm và làm nên hạnh phúc gia đình. Trong năm qua, nhờ cha vẫn hướng dẫn, chỉ bảo và truyền đạt kinh nghiệm mà ban điều hành chúng con đã chu toàn hoàn thành 2 khóa. Khóa nội dung liên gia và khóa căn bản vừa qua. Hợp xong nguyện hàng tháng, chúng con còn được học hỏi và hiểu thêm về sống đạo. Cha dạy chúng con biết thương yêu và quý trọng gia đình bé nhỏ của chúng con, để chúng con ý thức nhìn ra gia đình là ngôi trường đầu tiên dạy cho con trẻ yêu thương và sống đạo, cho chúng con biết luôn luôn quan tâm đời sống tinh thần của con cái, quan tâm đến những thay đổi hình thành về nhân cách, tạo cho con em một nền tảng đạo đức vững chắc khi bước vào đời. Tôi Bùi Văn Bằng tường trình cho đài FPTN tại Giáo xứ Thánh Giuse thuộc thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTNDC xin email về washingtondc@sbtn.tv. Tường Vi xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.